Năm cường quốc hạt nhân thế giới ngày hôm qua, ngày 3 tháng 1, đã cam kết ngăn chặn vũ khí nguyên tử phát tán và tránh một cuộc xung đột hạt nhân. Trong một tuyên bố chung hiếm hoi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng, Đông Tây đang leo thang, nhằm tái khẳng định mục tiêu vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Tuyên bố chung của 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm Anh, Pháp, Nga, Hoa Kỳ và Trung Quốc nói rằng: "Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng sự phát tán các vũ khí như vậy cần phải bị ngăn chặn. Một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể có thắng lợi và không bao giờ được phép xảy ra." Tuyên bố được đưa ra sau khi bản đánh giá định kỳ về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT của Liên Hợp Quốc ra đời vào năm 1970 đã bị lùi lại sau hạn chót ngày 4 tháng 1 do đại dịch COVID-19. Bỏ qua những bất đồng đang gây ra tình trạng căng thẳng giữa Nga, Trung Quốc và các đối tác phương Tây, năm cường quốc nói rằng họ nhận thấy việc tránh xảy ra chiến tranh giữa các cường quốc hạt nhân và giảm các mối nguy cơ chiến lược là trách nhiệm hàng đầu của họ. Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây lên tới đỉnh điểm sau khi các bên cáo buộc lẫn nhau đưa quân tới sát đường biên giới của nhau. Sự trỗi dậy của Trung Quốc dưới thời của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng làm dấy lên quan ngại rằng căng thẳng với Hoa Kỳ có thể gây ra một cuộc xung đột. Bộ Ngoại giao Nga đã hoan nghênh tuyên bố chung của các cường quốc và bày tỏ hy vọng nó sẽ giúp làm giảm căng thẳng trên toàn cầu. "Chúng tôi hy vọng rằng trong môi trường an ninh quốc tế phức tạp như hiện nay, việc thông qua một tuyên bố chính trị bởi lãnh đạo của các cường quốc hạt nhân sẽ giúp giảm mức độ căng thẳng quốc tế và kiềm chế chạy đua vũ trang." Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ma Chaosu thì nói rằng cam kết này sẽ giúp gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau và thay thế sự cạnh tranh giữa các cường quốc bằng sự phối hợp và hợp tác. Pháp cũng ra một tuyên bố nói rằng các nước sẽ tiếp tục các biện pháp song phương và đa phương để kiểm soát vũ khí hạt nhân. Hiệp ước NPT công nhận Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Hoa Kỳ là 5 cường quốc hạt nhân. Ấn Độ và Pakistan cũng đã phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Israel được thế giới nhìn nhận là có vũ khí hạt nhân nhưng chưa bao giờ chính thức công nhận. 3 nước này không tham gia ký hiệp ước NPT, còn Triều Tiên cũng đã phát triển vũ khí hạt nhân. Các nghị sĩ Pháp ngày hôm qua đã bắt đầu thảo luận về một dự luật yêu cầu hầu hết mọi người phải tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 để có thể vào các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán bar và các phương tiện giao thông đường dài. Dự luật đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ những người cho rằng các biện pháp này sẽ vi phạm quyền tự do của con người. Mang tên thẻ vaccine, biện pháp y tế mới này nhằm đưa 5 triệu người trên 12 tuổi hiện chưa tiêm chủng tại Pháp chấp nhận mũi tiêm ngừa COVID-19. Đến nay, chỉ cần xét nghiệm âm tính là đủ điều kiện để vào các địa điểm công cộng tại Pháp. Tuy nhiên, biến thể Omicron đã đưa số ca nhiễm hàng ngày tại Pháp vượt mốc hơn 160.000 ca vào tuần trước, với con số đỉnh điểm lên tới 200.000 ca nhiễm COVID-19 mỗi ngày. Cơn sóng thủy triều đã tới, nó thực sự khổng lồ, nhưng chúng ta sẽ không bị hoảng sợ. Hiện dự thảo đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phe cánh tả và cực hữu khi cho rằng bộ luật này sẽ xâm phạm quyền tự do của con người. Ông Vedan đã nói rằng sự ích kỷ thường trốn sau lời nói về quyền tự do. Mục đích của bộ luật này không nhằm hạn chế sự tự do, nó nhằm cứu mạng con người. Họ nói chiến đấu cho sự tự do, nhưng cuộc chiến của họ là nhỏ nhen và họ không hiểu gì về các nguyên tắc sơ đẳng để chúng ta có thể chung sống với nhau như một xã hội, đặc biệt trong thời khắc khó khăn này. Cuộc tranh luận căng thẳng tại Quốc hội Pháp đã làm rõ điều mà chính phủ và phe đối lập đã miêu tả là sự mệt mỏi lan rộng trong cộng đồng trước đại dịch và các biện pháp để giải quyết nó. Dự luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 1 tới, nếu nó được thông qua tại Hạ viện và Thượng viện Pháp. Bên cạnh việc thay đổi điều kiện ra vào các địa điểm công cộng, luật mới cũng sẽ áp đặt các biện pháp chế tài mạnh hơn với những người làm giả thẻ vaccine hay những địa điểm không kiểm soát chặt chẽ thẻ vaccine. Theo đó, người mang thẻ giả sẽ đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù giam và bị phạt 75.000 euro, tức 85.000 đô la Mỹ. Pháp cũng điều chỉnh các quy định về cách các trường học xử lý những học sinh mắc bệnh, cho phép các em quay trở lại trường học trong thời gian sớm hơn nếu có các xét nghiệm âm tính liên tục sau 5 ngày. Cuối ngày 3 tháng 1, Thủ tướng Pháp Jean Castex cũng đã gặp các bộ trưởng để thảo luận về tác động của dịch bệnh đối với các ngành nghề thiết yếu như bệnh viện, giao thông, năng lượng. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã nói rằng chính phủ nên mở rộng viện trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các biện pháp kiểm dịch.
Pháp đã tiêm chủng 77% dân số và đang đẩy nhanh mũi tiêm tăng cường để chống lại biến thể Omicron có độ lây lan cao. Tuy nhiên, hiện còn gần 5 triệu người trưởng thành chưa tiêm chủng, trong đó có hơn 1 triệu người trên 65 tuổi. Giới chức Iraq vào ngày 3 tháng 1 thông báo lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ 2 máy bay không người lái có vũ trang khi chúng tiếp cận một căn cứ quân sự của Iraq, nơi có các lực lượng Hoa Kỳ đồn trú gần sân bay quốc tế của Baghdad. Cuộc tấn công diễn ra khi Iran và các đồng minh ở Iraq tổ chức tưởng niệm 2 năm ngày tướng Iran Qasem Soleimani bị ám sát. Mặc dù các máy bay đã bị bắn hạ nhưng không xảy ra thương tích về người và hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này. Vâng, giới chức Colombia hôm qua cho biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 12 gia đình phải rời khỏi tỉnh Arauca của Colombia trong một cuộc giao tranh giữa các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Cuộc đụng độ nổ ra vào cuối tuần trước khi các thành viên của Quân đội Giải phóng Quốc gia ELN chiến đấu với các phần tử đào ngũ của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. Tổng thống Colombia Iván Duque đã triệu tập một cuộc họp khẩn với các lãnh đạo quân đội và cảnh sát để đánh giá tình hình ở Arauca và đưa ra các biện pháp giải quyết. Một máy bay trực thăng quân sự của Israel trong một chương trình huấn luyện đã rơi trên biển Địa Trung Hải ngoài khơi thành phố cảng Haifa phía bắc Israel vào cuối ngày hôm qua ngày 3 tháng 1. Hai trong số 3 thành viên phi hành đoàn đã tử nạn, người còn lại đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn chưa được công bố và phỏng đoán ban đầu cho rằng tai nạn xảy ra do lỗi kỹ thuật chứ không phải hậu quả của một cuộc tấn công. Hiện các chuyến bay huấn luyện đã bị đình chỉ và trực thăng Panther cũng tạm dừng hoạt động. Đêm ngày 2 tháng 1, nhóm Houthi đang kiểm soát miền Bắc Yemen đã bắt giữ một tàu chở hàng mang cờ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE khi con tàu đang hướng đến cảng Jizan của Ả Rập Xê Út. Người phát ngôn lực lượng Houthi xác nhận đã bắt giữ con tàu vì lý do chở thiết bị quân sự và tham gia vào các hành động thù địch nhằm vào an ninh và sự ổn định của người dân Yemen. Tuy nhiên, phía Ả Rập Xê Út khẳng định con tàu chỉ chở các thiết bị y tế. Cơ quan quản lý hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh UKMTO đã mở cuộc điều tra về vụ việc này. Brussels hôm qua thông báo quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell, sẽ có chuyến thăm Ukraine tuần này, trong bối cảnh Moscow đang tăng cường hiện diện quân sự ở gần biên giới với Ukraine. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, ông Borrell dự kiến sẽ tới thăm đường giới tuyến nơi quân đội Ukraine đang đối đầu với lực lượng Kykhai. Ông Borrell nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về an ninh châu Âu đều cần có sự tham dự của EU. Trước đó, Hoa Kỳ và Nga đã có kế hoạch tổ chức 2 ngày đàm phán tại Geneva sau khi Điện Kremlin đưa ra một loạt yêu cầu với Washington. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi ngày 3 tháng 1 tuyên bố nước này sẽ trả thù vụ Hoa Kỳ ám sát tướng hàng đầu Iran Qasem Soleimani vào 2 năm trước nếu như cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không bị xét xử. Ông Soleimani, tư lệnh lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran, đã bị sát hại trong một vụ không kích vào ngày 3 tháng 1 năm 2020 tại Iraq dưới lệnh của Tổng thống Trump lúc bấy giờ. Hôm 2 tháng 1, Iran cũng thúc giục Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải truy cứu trách nhiệm của Hoa Kỳ và Israel, những nước mà Tehran cáo buộc tham gia vào vụ giết người. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua nói rằng các biện pháp kiểm dịch hiện thời của Anh đã đủ để chống lại biến thể Omicron, khi nước này đang có tỷ lệ tiêm chủng cao. Ông khẳng định sẽ không cần thêm các biện pháp kiểm dịch mới do biến thể Omicron gây bệnh nhẹ hơn so với các chủng virus trước đó. Thủ tướng Johnson cũng nói rằng sức ép lên các bệnh viện có thể tăng trong vài tuần tới, nhưng quốc gia đang ở vị thế mạnh mẽ hơn trong đại dịch so với trước đây và chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy năng lực phòng ngừa bằng chương trình tiêm tăng cường. Hãng thông tấn PA hôm nay đưa tin ít nhất 28.395 người di cư đã vượt qua eo biển từ Pháp đến Anh bằng thuyền nhỏ vào năm 2021, nhiều hơn gấp 3 so với con số vào năm 2020. Đỉnh điểm là vào tháng 11 năm ngoái, có ít nhất 6.869 người vượt biển tới Anh. Những cuộc vượt biên như vậy đã để lại nhiều thiệt hại về người với ít nhất 27 người chết đuối ngoài khơi nước Pháp vào ngày 24 tháng 11 năm 2021. Trong bối cảnh đó, dự luật quốc tịch và biên giới của chính phủ Anh đang được đưa ra trước Quốc hội để có những hành động cứng rắn hơn đối với những kẻ buôn người. Các mối đe dọa khủng bố tại các khu vực bất ổn định tại Trung Đông và Afghanistan vẫn sẽ là mối đe dọa chủ chốt đối với an ninh Nga trong năm 2022. Đồng thời, chủ nghĩa cực đoan đang dần trỗi dậy tại châu Phi, và đó là các dự đoán do quan chức ngoại giao hàng đầu Nga đưa ra về tình hình an ninh trong năm 2022. Phát biểu với báo giới cuối tuần qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Siromolotov nói rằng tình hình chống khủng bố trên thế giới vẫn rất căng thẳng. Môi trường vẫn rất khó khăn tại Syria và Iraq,
nơi mà yếu tố chủ chốt gây bất ổn định chính là việc vùng giảm căng thẳng ở Idlib bị chiếm giữ bởi các nhóm cực đoan và có sự xuất hiện của các băng nhóm IS và Al-Qaeda. Ông Siro Molotov nói thêm rằng, tại châu Phi, đặc biệt là vùng Sahel-Sahara, Nga có thể nhìn thấy các điều kiện cho sự hồi sinh của khủng bố với phiên bản nhà nước Hồi giáo 2.0. Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết, Moscow đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Afghanistan, nơi đang có mối đe dọa cấp độ cao từ những cảm tình viên của tổ chức khủng bố IS và Al-Qaeda khi những tay súng thánh chiến đã ẩn mình tại đây sau sự sụp đổ của chính quyền Kabul trước Taliban vào mùa hè năm 2021. Ông cảnh báo rằng điều này gây nguy hiểm không chỉ cho Nga mà cả các nước ở khu vực Trung Á. Thủ đô Kabul của Afghanistan đã bị Taliban chiếm giữ vào ngày 15 tháng 8 năm 2021 sau khi lực lượng này đã giành được một loạt vùng đất chỉ trong một thời gian chóng vánh. Trước sự thay đổi quyền lực này, Moscow đã đứng ra làm trung gian hòa giải và tổ chức các cuộc gặp với các đại diện của Taliban. Theo sau sự rút lui vội vã của các lực lượng phương Tây khỏi Afghanistan, Nga cũng đã tăng cường sự hiện diện tại khu vực, tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với các nước thuộc Liên Xô cũ như Uzbekistan và Tajikistan. Tại châu Phi, hồi tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo chiến dịch chống khủng bố Barkhane của Pháp tại Mali sẽ kết thúc vào đầu năm 2022. Thủ tướng Mali Konkala Maiga sau đó đã chỉ trích Paris bỏ rơi quốc gia châu Phi này. Trong tuyên bố của mình, Thứ trưởng Siro Molotov khẳng định rằng cả Nga và các nước châu Âu cần phải chung tay nỗ lực giúp đỡ khu vực Sahel nhiễu nhương này.